Hiên xin kính chào quý vị khán giả thân mến của đài Van Houston 55.2 đến với chương trình Xuống phố cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày rất là trời rất là đẹp. Tôi đang đứng ở trong một cái tiệm music mà có tất cả những, tôi nhìn đến đây tôi nhìn rất là thích. Thưa quý vị ơi, tìm được rất là nhiều băng nhạc nè, đĩa CD cũng như những cái sách vở báo chí mà về cái tôi nhìn thích nhất nữa là tôi nhìn đang cầm ở đây là một cái chỉ là một cái đồ trang trí nhỏ thôi quý vị, nhưng mà rất là có ý nghĩa. Cái này có những cái châm ngôn tục ngữ nói về cha mẹ của mình, và ở đây tôi nhìn có thể tìm được cho mình những cái mặt hàng như là những cái truyện tranh thiếu nhi mà tôi nghĩ là không có ở đâu có ngoài cái tiệm này đâu thưa quý vị. Tại vì cái truyện tranh này mình vừa đọc truyện mình vừa thấy được tranh nữa, và tôi nghĩ cũng không giấu gì quý vị, tôi nghĩ đang có mặt ở trong tiệm Tâm Huỳnh Music nằm ở trên Northwest của chúng ta, nằm trong khu chợ Hồng Kông 3. Và thưa quý vị, tôi nghĩ rất là hân hạnh được tiếp chuyện với anh chị là chủ nhân của một cái gift shop và video mà tôi nghĩ rất là thích. Thưa quý vị, không giấu gì quý vị, đây anh Kelvin và chị Huỳnh cũng là người điều hành cho Tâm Huỳnh Music. Thế nào anh chị gửi lời chào quý vị khán giả thân mến của đài Van Houston 55.2. Xin kính chào quý vị khán giả. Cái đặc biệt là tôi nhi được biết Tâm Huỳnh này không biết ở đâu mà có ra ý nghĩa để đặt tên cho cái tiệm tên là Tâm Huỳnh vậy chị? Tâm là tên của ông xã, còn Quỳnh là tên của mình, cho nên hai đứa lấy tên hợp lại để đặt cái tên cho tiệm. Yeah, wow, cái tên nghe cũng hay, mà vô tiệm không phải tên hay, mà vô cái tiệm tôi như thấy tiệm này vô đây rồi không cần phải đi đâu hết quý vị ơi. Những người nào mà ở Northwest tôi như nghĩ không cần phải xuống những cái tiệm dưới Southwest để tìm mua băng nhạc nữa. Ở đây tôi như thấy có rất là nhiều những cái mặt hàng rất là mới. Mà tôi nhìn thấy đây có băng nhạc nè, có sách báo nè. Anh chị có nào nớ sơ cho Nhi biết là ở Tâm Huỳnh Music này ở đâu mà anh chị có ý kiến mà lấy ra được những cái sách báo, những cái đồ mà tôi nghĩ là rất là có lợi cho người Việt định cư của mình ở đây? Kính chào quý đồng hương, kính thưa quý vị khán giả Van TV. Thì từ một cái tiệm video nhỏ, hai vợ chồng có cái cảm nghĩ là muốn phục vụ đồng hương dùng Northwest được hữu hiệu hơn, cho nên mới nãy ra một cái idea là bán thêm gift shop và các sách báo, đặc biệt là cho các em thiếu nhi tượng ảnh của các tôn giáo Chúa, Phật và các loại ngoài băng nhạc như thường lệ như những tiệm băng nhạc khác. Chúng tôi đều có đầy đủ các mặt hàng về nhu cầu văn hóa để phục vụ quý đồng hương dùng Northwest. Wow, ở đây tôi nhìn vô là tôi nhìn thấy rất là nhiều thú vị. Cái mặt tôi nhìn nãy tôi nhìn có nói vị là cái thích nhất là cái chuyện mà tôi nhìn thấy có chuyện tranh thiếu nhi, cái đó mà những người con nít giống như cháu tôi nhìn mà sanh ra ở đây á, mình vừa dạy được tiếng Việt cho các em mà vừa có tranh ảnh để nhớ về cái ở Việt Nam, những cái vùng quê, phải không chị? Nói chung là từ này là chủ tư trương là cho con nít nhiều, tại vì có nhiều nơi mình đi nhiều nhưng mà mình vẫn thấy là mình nên có một cha mẹ vô mua đồ thì con cái cũng phải có chỗ chơi, cho nên mình đều là tập trung vô đều hai người về phía lớn và phía con nít, thì mình cũng có cái playground cho con nít, thì qua mẹ shopping đó thì con nít có thể chơi chung với nhau. Cái này tôi nhìn thấy nếu mà quý vị khán giả nào ở vùng Northwest không cần đi xa xôi xuống Southwest nữa thưa quý vị, chỉ đến Tâm Huỳnh Music ở đây tất cả mặt hàng gì cũng có. Tôi nhìn thấy là có băng nhạc nè nha, có sách dạy nấu ăn nè, rồi truyện tranh của thiếu nhi nè, rồi những vật lưu niệm như là những cái gift shop, những cái vật lưu niệm, rồi có bán cả những cái mặt hàng trang sức mà của cho con gái cho thiếu nhi nữa. Và đặc biệt nữa là thưa anh Tâm với chị Huỳnh là ở đây tôi nhìn thấy có bán những cái tượng Phật nữa, thì không biết là những cái tượng Phật đây tôi nhìn thấy cũng rất là lạ, không những cái chỗ khác thì không có, thì anh Tâm với chị Huỳnh cái nào nói sơ tôi nhi biết về những chi tiết về cái đó được không? Ở đây chủ yếu là cũng giúp đỡ các cha các sơ để bán một số tượng Chúa, Đức Mẹ và để gây quỹ, và bán tượng Phật, nói chung là mình hòa đồng và bán cho nhu cầu tâm linh cho tất cả các tôn giáo. Và ngoài ra thì ở đây cũng ngoại trừ những sách báo cho trẻ em thì cũng có những sách truyện của các nhà văn nổi tiếng của Việt Nam, và những sách học làm người giống như của nhà văn Nguyễn Hán Lê, và nói chung tất cả các sách báo nhu cầu cho các lứa tuổi và mọi lĩnh vực, và các phim những cái phim mà đã coi như là thất truyền, những phim rất là hiếm mà quý vị không thể kiếm ở đâu được. Nãy anh Tâm nói là những phim thất truyền, không biết phim gì hả chị hả? Maika nè, rồi những phim thập niên 80 mà hồi nhỏ mình có coi mà bây giờ đã không có, mình có thể coi trong hồi xưa còn coi trắng đen, những cái phim rất là hiếm. Bây giờ nó làm lại màu. Họ đã làm lại.
Dạ. Và Tuyết Nhi cũng thay mặt tất cả quý vị khán thính giả chúc cho anh Tâm với chị Huỳnh khai trương Hồng Phát, và sẽ có rất là nhiều người ủng hộ đến tiệm Tâm Huỳnh Music này. Cảm ơn Tuyết Nhi, cảm ơn quý khán thính giả của Ven TV. Xin chào. Dạ, kính chào chị. Tuyết Nhi xin chào quý vị và thư vị đến với Tâm Huỳnh Music này. Tuyết Nhi rất là thích thư vị ở đây, ngoài tìm ra được những cái băng nhạc mà mình có thể giải trí được, và có thể hồi nhỏ Tuyết Nhi ở Việt Nam có đọc được chuyện Trạng Huỳnh, và ở Việt Nam thì ai cũng biết là Trạng Huỳnh là một nhân vật rất là thông minh, đa tài, đa trí, và qua tới bên đây đến Tâm Huỳnh Music, Tuyết Nhi cũng tìm được cho mình một cuốn truyện Trạng Huỳnh. Tuyết Nhi rất là thích thư vị đến đây, đủ thứ mặt hàng, vừa băng nhạc nè, quý vị có thể tìm cho mình những cái chuyện hay, như là Tuyết Nhi nghĩ là ở đây cứ nghĩ là đi qua tới bên đây sẽ không còn được đọc những cái chuyện như vậy. Và ở đây Tuyết Nhi thấy có những cái chuyện như là dạy nấu ăn nè, sách dạy nấu ăn và ca dao tục ngữ rất là hay, thưa quý vị, rất là nhiều những món đồ mà đến đây người lớn cũng có thể mua được những cái băng nhạc, và trẻ con thì Tuyết Nhi thấy hoàng sao Tuyết Nhi có một cái playground cho trẻ con chơi, và Tuyết Nhi thấy đến với Tâm Huỳnh Music cái gì cũng có, thưa quý vị, gift shop, tượng Phật, Chúa, cái gì cũng có hết. Và một lần nữa, nếu quý vị có cần những mặt hàng mà Tuyết Nhi đã nói với quý vị, hãy đến với Tâm Huỳnh Music nằm trên khu Northwest trong chợ Hồng Kông 3. Một lần nữa Tuyết Nhi xin kính chào quý vị và chúc quý vị một ngày thật là bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị. Thank you.